đáng lẽ phải vòng qua bên phải, đi theo vòng xoay của bồng binh, nhưng chiếc xe tải màu xanh này đã chọn cách đi tắt đón đầu, tính rẽ trái luôn để tiết kiệm thời gian. Cũng vì thế mà chiếc xe tải suýt xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô con hiệu Toyota Wigo vừa chạy theo vòng xoay. Dù gặp chướng ngại vật phía trước, tài xế xe tải vẫn không từ bỏ ý định của mình, năm lần bảy lượt tìm cách lách qua xe ô tô con để tiếp tục chạy tắt. Mặc dù vậy, hành vi ngoan cố của tài xế xe tải đã bị chặn lại bởi người lái Toyota Wigo. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một khu vực trên địa phận tỉnh Thanh Hóa vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2021. Xe ô tô có gắn camera hành trình, sau đó đã lách qua khoảng trống giữa hai xe phía trước để tiếp tục chạy, nên không biết liệu đến cuối cùng bên nào chịu nhường bên nào. Chỉ biết rằng, sau khi video này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã để lại bình luận chỉ trích tài xế xe tải chạy ẩu, xem thường luật giao thông. Một số tài khoản khen ngợi lái xe Toyota Wigo vì đã dám ngăn cản xe tải chạy sai luật. Bên cạnh đó, một số ít ý kiến cho rằng người lái ô tô con không nên thi gan với tài xế xe tải vì đây là hành động rất nguy hiểm.